sở hữu trong tay một chiếc máy lọc không khí thông minh đến từ thương hiệu Fuji. Nhưng bạn chưa biết cách sử dụng em nó sao cho hiệu quả nhất. Đừng lo, trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy lọc không khí Fuji AP300 một cách chi tiết nhất. Khi mở hộp sản phẩm, các bạn có thể thấy máy được bao bọc rất cẩn thận, đi kèm sách hướng dẫn. Mặt trên của máy là các lỗ thoát khí, thiết kế dạng vòng xoáy, giúp thoát khí tốt và rộng hơn với bảng điều khiển. Nút bật tắt nguồn, nút điều chỉnh tốc độ gió, thấp, cao, tự động và chế độ ngủ. Nút reset lại bộ lọc, nút điều chỉnh hẹn giờ, nút ion âm. Mặt bên là các lỗ hút gió 360 độ, tạo thành đường dẫn khí đa chiều tuần hoàn liên tục. Sau khi tiến hành mở hộp sản phẩm, chúng ta kiểm tra sản phẩm trước khi lắp đặt. Tiếp theo, chúng ta tháo nắp mặt đáy bằng cách xoay theo chiếu mũi tên để thực hiện tháo lớp ni lông bọc lõi lọc. Quan sát màng lọc, chúng ta thấy AP300 được thiết kế tối ưu, tích hợp 3 bộ lọc quan trọng nhất thành một lõi lọc 3-in-1. 1. Bên ngoài bề mặt lõi lọc là lưới lọc thô, giúp loại bỏ các hạt lớn, các sợi có kích thước 2,5mm. 2. Ở giữa màng lọc HEPA 3MH13, có khả năng ngăn chặn đến 99,97% các hạt bụi mịn nhỏ như phấn hoa, chất gây dị ứng, vi khuẩn, virus có kích thước từ 0,3 micron. 3. Trong cùng lõi là lớp than hoạt tính, có khả năng hấp thụ và khử sạch mùi hôi, chất ô nhiễm dạng khí. 4. Bộ lọc ion phát ra ionizer đặt bên trong thân máy, giúp làm sạch không khí, cải thiện giấc ngủ, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp, tăng cường khả năng miễn dịch. Sau khi tháo lớp ni lông ra, các bạn thực hiện lắp lại đúng vị trí lõi lọc rồi đóng nắp lại. Sau đó các bạn cắm điện và ấn nút nguồn để bật máy. Cuối cùng, các bạn kiểm tra chắc chắn không có vật cản ở khe hút gió vào và gió ra, khi đó máy sẽ đi vào hoạt động bình thường. Đầu tiên, các bạn thực hiện kết nối nguồn điện cho máy. Sau khi cắm nguồn điện, máy sẽ kêu. Nút nguồn sáng, các đèn khác không sáng. Quan sát các nút điều khiển cảm ứng hiển thị, chúng ta có thể thấy ở giữa chính là bảng điều khiển nút nguồn bật tắt, bên phải là đèn báo thay lõi lọc. Sau khi máy hoạt động đến trên 2000 giờ, đèn này sẽ nhấp nháy và phát ra âm thanh nhắc người dùng thay thế lõi lọc mới. Sau khi thay thế lõi lọc mới, các bạn thực hiện nhấn và giữ vào nút điều khiển reset trong vòng 3 giây để thiết lập lại bộ đếm. Khi máy đã reset bộ lọc thành công, đèn hiển thị sẽ sáng và chuông báo sẽ tắt. Nhấn một lần vào nút hiển thị chức năng quạt gió trên bảng điều khiển để chỉnh tốc độ gió với mức thấp, nhấn lần 2 với mức cao. Khi bạn nhấn 3 lần, máy sẽ chuyển sang chế độ tự động và 4 lần thì đèn báo sleep sẽ sáng, khi đó máy sẽ sang chế độ ngủ. Bên cạnh đó, các bạn thực hiện nhấn nút time 4 lần để thực hiện hẹn giờ trong vòng 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ và 8 giờ. Mỗi lần nhấn sẽ tương ứng với thời gian bạn lựa chọn. Nhấn biểu tượng ion âm để bật hoặc tắt chức năng theo mục đích người sử dụng. Với chức năng tỏa mùi hương trong máy, các bạn chỉ cần thực hiện tháo nắp máy ra, nhả tinh dầu vào bọt biển rồi thực hiện đóng nắp máy lại là máy có thể tỏa mùi hương xung quanh. Có 4 màu sắc chỉ số chất lượng không khí, đó chính là màu xanh lá cây, tím và đỏ. Màu xanh, chất lượng không khí đảm bảo. Màu xanh lá cây, chất lượng không khí tốt. Màu tím, chất lượng không khí bình thường. Màu đỏ, chất lượng không khí xấu. AP300 được trang bị tính năng thông minh giúp các bạn có thể điều khiển từ xa qua app. Để thực hiện, các bạn nhấn và giữ nút Speed cho đến khi biểu tượng Wi-Fi trên màn hình nhấp nháy. Rồi bật app Smart Line lên và kết nối. Khi kết nối thành công, biểu tượng Wi-Fi sẽ ngừng nhấp nháy. Để máy hoạt động tốt hơn, sau khi sử dụng một thời gian dài, các bạn tiến hành vệ sinh và thay lõi lọc bằng cách: Bước 1. Các bạn tắt máy và rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm. Bước 2. Vặn nắp đáy theo hướng mũi tên và tháo các lõi lọc ra. Bước 3. Các bạn thực hiện vệ sinh bộ lọc bằng máy hút bụi công suất thấp 1-2 tháng trên lần, không nên rửa bằng nước hoặc bột giặt. Ngoài ra, khi máy hoạt động đến 2000 giờ, thì đèn báo thay thế lõi lọc sẽ nhấp nháy. Khi đó chúng ta tiến hành thay thế lõi lọc mới bằng cách: Đầu tiên, các bạn đặt máy ở vị trí bằng phẳng, rồi thực hiện mở nắp máy theo hướng mũi tên, rồi dùng tay nhấc lõi lọc ra khỏi thân máy, rồi sử dụng lõi lọc chính hãng của Fuji để thay thế lõi lọc cũ. Cuối cùng, các bạn lắp đặt lại nắp máy, cắm điện rồi nhấn reset. Để sử dụng máy được tốt nhất, các bạn nên thực hiện đúng các lưu ý sau. Thực hiện tắt máy, ngắt nguồn điện khi vệ sinh máy, di chuyển đến vị trí khác hoặc khi không sử dụng. Không rửa trực tiếp các màng lọc bằng nước, chỉ sử dụng máy hút bụi hoặc khăn khô để vệ sinh. Với video vừa rồi, tôi đã hướng dẫn các bạn cách lắp đặt và sử dụng máy lọc không khí Fuji AP300 một cách chi tiết nhất, thật tiện lợi và dễ dàng sử dụng đúng không ạ?
Chúc các bạn thành công!